Xin chào các bạn, đây là cây dừa đỏ, trái lạ ghê chưa. Hai một trái dừa đỏ, cây dừa này nó lùng ịt ha, mà nó có rất là nhiều trái, một chùm bên đây, một chùm khô ở dưới. Ủa, không ai uống mà nó khô luôn rồi. Một chùm khô ở dưới này, một chùm bên đây, một chùm, hai chùm, ba chùm. Ủa, ở trên đây nữa, bốn chùm. Ủa, ở bên kia nữa, năm chùm. Quá xa rồi. Dừa đỏ lùng ở trong mình nhiều trái rồi. Mình thấy cái cây nó lùng mịch.